chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh anh em Cầu Tài Đường Lính. Hôm nay anh em mình đi gặp các bạn ở đây này, ở gần nhà đây nha các bạn nhá. Anh em mình sẽ cho các bạn biết là cái công việc anh em mình sau giờ quay phim ra rồi, anh em mình còn làm những cái công việc gì nữa các bạn nhá. Rồi xin mời các bạn theo chân của anh em mình nhá. Rồi mình sẽ đi vào trong cái gặp của các bạn mình xem nhá. Mua gặt rồi các bạn nhé. Tốt quá, xong là nó bị đổ hết rồi các bạn ạ. Dụng lên tốt hết rồi các bạn. Đây là đấu giống
đi sớm rồi các bạn nhé. Cơm là được gần 2 bao rồi các bạn, gần 2 bao. Ở dưới ruộng này có một cái mương thủy lợi qua đây luôn các bạn nhé. Nhưng mà bên trên này thì ruộng trên này thì phải lấy mương ở trên thôi các bạn. Cái mương này là dẫn nước đi vào tận làng dưới các bạn nhé. Trước toàn là mương đất đường đi là toàn bị tràn ra đây nhiều. Đi lấy ổi ăn. Đang đi gặt nhưng mà đi lấy ổi ăn nhé các bạn nhé. Ruột trắng. Quả ngon, có mỗi quả cây đấy. Đúng rồi, quên mất, xin mời các bạn nhá. Cái ổi này ngon lắm các bạn. Ổi nhìn nó nhìn như là chín đấy nhưng mà nó giòn, nhưng còn hơi cứng. Có cái ruộng này mà nó bẩn quá nên nó không được.
đây này các bạn. Đây hết đá bị đẩy mầm rồi, mầm đẩy mầm đấy lấy điện thì được, chân gà gà chắc gì đá. Chuột ăn này các bạn này, đấy bị đổ xuống này, chuột nó vào ăn từng đống một rồi. Nằm sóng lúc nhá khiến này cái này lát đồ tải tàu mình lái rồi nó vừa mới gặt xong. Ở đây nhiều cỏ non trâu rất là hào ăn luôn. 1, 2, 3, 4, 5 con. 5 con, 2 con nhỏ này là mỗi con tầm khoảng 10 đến 12 triệu. Con này là tầm khoảng 25 đến 30 triệu. Con này thì 20 triệu. Con này thì khoảng 24 triệu. Bao nhiêu nhỉ? Bây giờ phải tính phép toán tính nhanh của cái bọn học sinh lớp 3 với mình học sinh lớp 1 không chưa qua thì không tính nổi đâu. Nào, để cho đó. Sợ máy quay à? Rồi. Mình thử lên sờ chim trâu xem có bị nó đá không nha các bạn nhá. Đó. Rồi mình trèo lên á. Đấy mình đang. Con đực kia là nó đá, bây giờ mình cứ sờ pì con sề này nha các bạn nhá. Thoải mái sờ nha các bạn. Con kia sờ chim là nó. Con kia sờ chim là bị nó đá, nó còn đá chủ nhà luôn. Đá to vào chán luôn, còn con sề này thoải mái sờ nha các bạn nhé. Tổ ong vàng ở đây nha các bạn nhé. Nó làm vào gốc cây.
ngay gốc cây này các bạn này.